Này uống rượu chỉ say bây giờ mà ngã được. Chất lượng gỗ thì rất là đảm bảo, kỹ thuật đóng cũng là tốt. Cảm ơn. Cái mặt này không đủ. Giữ với thiên nha, không đổ đấy nhá. Ông ở cao là ông giữ nhá. Không phải ghê sang bên kia hay là khoanh nhũ rồi ra giáp thì mới hạ. Ra giáp mới phải đỡ. Đỡ đỡ cái đầu này nặng quyết đấy. Cao hoàng anh nhưng anh chỉ đây chỉ đây. Ừ, anh đang ở đây. Lại thôi đi. Đỡ cái chẳng nhá. Ra nữa nào. Trừ lắm. Ra tí nữa. Từ từ nhá. Hạ đầu nhá. Này. Bên này với bố tay nó bên này chơi lắm không bố được đâu. Nhưng lên uống bên này. À. Nhưng lên để cho chéo chân vào mấy trong. Phải, có nghĩa nhấc chân lên vào bên này hết chứ. Đấy. Chưa. Được. Tí nữa rồi. Bây giờ hạ này mẹ khơi nhá, chơi nó này chơi. Đúng rồi, rất chơi. Một người đứng giữ cho nó khỏi. Anh nhắm anh vít phát ra cái cảnh đâu người đi nhá. Rồi. Hai người dưới nó còn lại đấy. Nào. Lại cái chú ơi. Đấy. Này con chơi. Đấy. Thế nó mới đẩy vào. Rồi. Mẹ có mẹ rồi. Ờ thôi nói rồi. Đấy nhưng mà giữ hai bên này quả không có loạn phát đấy nè. Giữ thằng bằng này rồi. Vừa zin luôn. Ôi, đẹp luôn luôn. Đấy đẹp quá rồi. Đẹp sức khỏe này, sinh ra thì cần có cái gì? Đầu nào ra ngoài, đầu nào vào trong. Không, không bây giờ mình cũng ngả. Cứ để nằm thôi, xoay đi. Vâng. Mày hạ cho nằm cái chốc cái này. Này, cho vào trong. Tôi bảo đây này. Đẩy vào tí nữa. Cho cái đầu này đưa ra ngoài này, tí này xong để mình bắt đầu mình ngả được. Không có tập vào đây này. Rồi. Kê luôn vào đấy mà. Hạ luôn vào đấy mà. Đấy, chân nhá. Rồi, đặt chân nhá. Anh nhớ lần này nhá. Rồi. Đâu, đằng nào ngoài. Ông đi ra rồi, ông đi ra để kêu ông. Rồi, rồi. Yên tâm, cứ xoay đi đâu rồi. Nặng này nhá. Nặng thứ. Ông mua gì cho cái nặng này ông. Ai nhá, ai nhá. Còn một chân, còn một chân. Chưa nào. Tay nhá. Cứ để chân đấy được. Từ từ. Gái bên kia đi đã. Chốt lại cái, cứ để lại cái xong tí du vào sau. Cứ để lại cái tí du. Cứ để xuống. Đấy à? Ông mới chỉnh. Nó sáng rồi không? Tí. Cả chân gì? Cả chân à? Cả chân à? Đất luôn. Ai? Ô! Xa quá nhỉ? Đẹp nhờ? Đẹp nhờ? Bộ này được của nó đấy. Bộ này chú đặt đặt giày này. Được rồi. Cháu nghe cái chỉ gạch này rồi. Bằng cái chỉ này cho ông ạ. Bằng chỉ gạch này được ạ. Chỉ này gọi lấy thẳng. Bằng bằng chỉ này. Đến vuông. Cái bên này vào một tí nữa. Cái trên vào tí nữa. Đâu. Cái trên phải vào tí nữa. Rồi. Chiều ngang là cân rồi. Được rồi đấy ông ạ. Nhá, yeah, bộ này ông bộ. Sao ông nhìn sang bên kia thế? Đứng bên kia nhìn sang bên này thì nó... Ba tiền bộ này. Đâu vẫn không hợp chứ. Ừ. Đây á. Bộ này quá đẹp rồi. Này ngồi lên trên này uống rượu. Này uống rượu thì say bây giờ mà ngã được. Mua 18, 6 nghìn mất. Mua 1 tầng xòe ra đây. Đây là ông bên... Ông ngoại à? Đây. À đây là ông nội ông ngoại bác luôn đây. Đây là bác gì bác nhỉ? Thông con bác Thông à. Ở đây bác Thông. Đấy bác mua sắm cho gia đình là một chiếc sập đấy. Hàng siêu VIP vậy các bạn. Đấy thì hôm nay là có ông nội ông ngoại luôn. Đấy. Chọn được cái mặt này mới là hiếm ạ. Chứ còn nếu mà cái mặt cái tấm hai tấm mà nhìn khác nhau ấy thì nhìn không có gì không đẹp. Này là này vân nó rất là đẹp. Đó, hai mặt này đúng. Tôi rất là cảm ơn các anh cái bộ đinh hương bác rất là đẹp. Anh à, thôi thì được. Để cháu thay mặt cơ sở xin cảm ơn ông gia đình nhá. Vâng, cảm ơn các bác. Sắp đến năm mới rồi là kỹ thuật và sức khỏe dồi dào. Kỹ thuật đó các anh phát triển ngành ngành này rất là tốt. Hiện nay là bác như vậy đáng. Vâng, chất lượng gỗ thì rất là đảm bảo. Kỹ thuật
hoặc đóng cũng là tốt. Dạ, vâng. Rất cảm ơn. Thế là chiếu nào cho khách hàng nhé, hôm nay chúng tôi bàn giao. Có, đẹp, bọn nó làm đúng cái như này là. Không, nhưng mà để chiếu vào thì nó sẽ không. À, đúng rồi, rất đẹp. Chiếc sập 1m8-2m hàng VIP hàng thửa quý vị nhé. Để quý khách hàng có nhu cầu liên hệ xưởng đồ gỗ Tùng Tám, số điện thoại và những thông tin trên màn hình nhé. Rất cảm ơn bác Thông và gia đình đã ủng hộ sản phẩm bên xưởng. Chứ kể cả chiếu mà thôi, chiếu cũng chạy đúng, chiếu. Đúng rồi, nếu mà cái khay có người khác không thì chưa. À vâng, dưới này người đấy cốt luôn. Cốt cả. Nó vừa ở trên. Đập quá. Các bác ở xã nào vậy? Cháu ở Văn Khúc. Văn Khúc. À Văn Khúc à? À. Văn Khúc ngày xưa đi đường ngoại vậy không? À. Chắc tôi đập bãi như thế. Ông ngoại. Mình cũng là dân cổng khê nhé. Ông ngoại đây ông nội. Nhưng mà xuất tình. Ngày xưa tôi cũng làm ngoài chuyên nghiệp ở ngoài chỗ Phú Cả. Ở cổng khê đây này. Hay cũng chủ hú á. Vâng. Thì chế độ bao cấp. Vâng. Tôi nhìn thấy là cân rồi. Vâng, nghe là cân rồi. Vâng, nghe là cân rồi. Tại ông Sơn